Ok, hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Quang Béo nha. Và hiện tại thì giờ em Quang Béo đã bán hai cái con xe này rồi. Cập nhật hai cái con xe này. Con này là Tucson đã bán rồi ha. Còn con này là Volvo. Nhưng mà chắc là sẽ quay chi tiết con Volvo đi, tại vì từ cái lúc mà cái xe con này mới về thì em Quang cũng chưa quay chi tiết con xe này nữa. Đây, cho quý anh chị xem. Đây, hiện tại thì quay góc nhìn thứ nhất nha, tại vì xe đang chuẩn bị giao rồi. Xe này là đã bán rồi ha quý anh chị nha. Đó, một cái con xe khá là đẹp luôn này. Hôm nay sẽ né né biển số ra xíu ha, mình sẽ không quay biển số nha quý anh chị. Đèn thì rất là đẹp ha, tại vì chủ này cũng không muốn lên sóng. Đó, đèn cực kỳ, đèn thông minh nè. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Rồi logo thương hiệu xe An toàn nhất thế giới ha, camera 360 nè. Xe này thì có một cái thiết kế rất là đẹp. Đây, để quay né biển số ra cái. Đó, thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị nha. Có cả rửa đèn, cảm biến trước đầy đủ hết luôn. Con xe này người ta hay nói vui là mẫu xe an toàn, không phải là nói vui nữa mà nói đúng luôn nha quý anh chị. Mẫu xe an toàn như thế giới nha. Rồi đây, đây là showroom của em Quang nha. Đó, showroom của em Quang. Em Quang hay đánh xe đi qua bên Vạn Phúc quay. Đó, đây là tất cả các xe bên em Quang. Rồi, đây chúng ta lại tiếp tục nha. Volvo XC60 có gì đặc biệt thì hãy cùng em Quang Béo đi tìm hiểu thử nha. Viền rơm cửa sổ nè, dán phim cách nhiệt nè, nắp capo thì dập gân nha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Và con xe này thì em Quang cũng đã bán rồi, thì chắc em Quang cũng xin mạng phép là không bực mí giá bán nha. Chỉ quay sơ sơ cho quý anh chị xem thôi. Đây, có cả viền rơm bên thân nè. Chữ gì đây, em Quang cũng không biết chữ gì nữa. Inscription. À, chắc là một cái hãng độ xe thôi. Rồi, đầu tiên thì mở cửa ra, em Quang nói thật nha, con Volvo này á, cái cảm giác đầu tiên mà em Quang thích nhất là cái cảm giác lái của con này, chạy rất là ngon và rất là sướng luôn. Đây, xe có cả cửa sổ chờ panorama nè. Quay từ trên xuống đi. À, cái này không phải là hãng độ đâu, Inscription này ở trong cũng có nè, nó là một cái chữ gì á cũng chả biết nữa. Nếu mà quý anh chị biết thì để làm phần bình luận bên dưới cho em Quang nha. Rồi, ghế da thì rất là đẹp luôn, đã được chủ người ta trang bị sàn 5D nè. Đó. Rồi, bên đây là bệ ti tay, 4 kính đường hạ auto. Có ghi nhớ vị trí ghế lái lên tới 2 vị trí luôn. Và đặc biệt là cái gương này á, cái gương của con Volvo này á mở khá là giống con, để em quay nhớ có một con xe nào mở cũng rất là giống con này ha. Phải bấm hai cái nút này thì cái gương nó mới mở nha. Bấm thì là nó mới mở nha quý anh chị. Rồi. Volvo thì thiết kế quá đẹp, không cần phải bàn cãi rồi. Vô lăng nè. Thấy chưa? Quá đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Nó không làm mấy cái nút đó, nó không phải là dạng nút hết hoàn tất cả luôn nha, nó có những cái nút mà giống như nó làm dính liền hết nè quý anh chị. Giờ nó rất là đẹp ha. Rồi, đây logo Volvo. Airbag nè. Đây mở cốp, cốp cũng là cốp điện nha quý anh chị. Rồi đây đồng hồ thì hiển thị đầy đủ hết luôn. Thì em quay sẽ không đề máy nha, em quay sẽ không đề máy tại xe cũng đã bán rồi và mình cũng sẽ hạn chế vào bên trong xe nha. Đây là bệ tiệt tay. Ở bệ tiệt tay thì cái cần số khá là đẹp nè. Đó. Quý anh chị nhìn rõ không? Rồi chưa kể nha. Ở đây thì nút đề starter cũng là núm vặn nè, có cả driver mode. Driver mode này thì khá là nhiều driver, khá nhiều chế độ lái. Em quay nhớ là nó có một cái chế độ dynamic nó chạy cực kỳ ngon luôn. Phanh tay điện tử nè, auto horn nè, và có cả gỗ nữa nè. Cái này là ốp gỗ thiệt nha quý anh chị nha. Đây, đây là chìa khóa của xe, dòm rất là đẹp ha. Đó. Quá đẹp luôn. Không cần phải bàn cãi nhiều về cái con xe này rồi. Đây, đây thì là một cái chỗ gạt tàn thuốc thôi. Đẹp ha, quá đẹp luôn quý anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. À, để xem có đèn nè, có auto đèn. Đó, auto đèn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có auto gạt mưa. Hình như là có auto gạt mưa thì phải, em quay cũng không nhớ là có hay không. Rồi đây, cho quý anh chị xem một lần nữa ngay hàng ghế trước ha. À, có một cái này cũng rất là hay. Gương chiếu hậu tràn viền nha, gương chiếu hậu tràn viền luôn. Đó. Rồi những cái này thì em Quang quay là để cho những quý anh chị nào mà chưa được vào bên trong con Volvo á, thì em Quang quay để cho quý anh chị xem, quý anh chị biết ha. Đó. Rồi. Ok. Đây là ghế nè. Ghế thì làm rất là đẹp, rất là xịn ha. Đó. Tuy không phải là da nắp ba nhưng mà da này là da cao cấp nha quý anh chị, và có một cái phần này khá là giống con mệt ha. Đó, nó sẽ hụt ra hụt vô nè, để cho chúng ta được một cái bề yên nó to hơn. Đây,
ghế chỉnh nè, đã không? À, quá đã luôn quý anh chị. Để coi cái này chỉnh gì đây. À đây, cái này hụt vô nè. Đó. Cái này là cái gì ngoài cũng không biết nữa, ngoài cũng chưa test hết tính năng của con này. Ghế chỉnh điện nè. Rất là ok ha. Rồi ốc yết đồ, ốc của con này làm cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Và đây là những cái tem bảo hành khi mà em Quang bán xe ra ha. Rồi ok, và đây là hàng ghế trước nha. Hàng ghế trước thì chỉ có như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ra hàng ghế sau. Đây, dán phim cách nhiệt rất là xịn ha. Phim này rất là bóng lưỡng luôn, xe rất là đẹp. Đó. Xe khá đẹp ha. Đẹp chưa quý anh chị? Mâm nè. Quý chị thấy mâm đẹp không? Mâm rất là đẹp ha. Đó, mâm đẹp ghê chưa? Mâm phay hai màu. Thông số kích thước lớp là, để em quan coi, 235/55R19 nè. Lớp Michelin. Đó. Rồi, ok. Để xem hàng cái sau. À, ở đây cái tay nắm cửa chúng ta có một cái nút mà cảm ứng nè. Bấm để mở khóa cửa nha. Rồi có cả cảnh báo điểm mù và một cái phần mở rộng góc nhìn nha quý anh chị. Gương chiếu hậu chúng ta. Rồi, ở đây cũng có cả sưởi kính luôn. Đây, hàng ghế sau. Ngồi rất là ok ha, thấy cũng khá là rộng rãi. Em muốn bước vào bên trong ngồi nhưng mà chắc là sẽ không nha. Tại vì cũng như lúc nãy quay đã nói rồi, xe đã bán rồi là sẽ hạn chế không vào xe nha. Rồi, đây hàng ghế sau. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đây. Đó, sàn 5D. La con này nghe hay cực luôn. Em quay không biết là la hình như là la đồ chơi hay là la zin ta. Con này hình như em quay nhớ là la đồ chơi thì phải á. Đây, con xe này của chúng ta là 5 chỗ nha quý anh chị. Volvo XC60 là 5 chỗ nha. Cửa sổ chờ panorama nè. Rồi, đèn đuốc đồ đầy đủ hết, rất là ok. Rồi, ta cho quý anh chị xem. Đó, phần đằng trước đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Không cần phải bàn cãi nhiều ha. Đây là một con xe đến từ Thụy Điển nha quý anh chị. Có lá cờ Thụy Điển nè. Đây có hình lá cờ Thụy Điển nè. Đó. Mẫu xe an toàn nhất thế giới. Rất là đẹp. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra đằng sau đi. Đây đằng sau xe thì cho quý anh chị nhìn nha. Đèn của con này là rất là kiểu nha. Giờ phải là biết luôn Volvo. Đây sẽ giờ như thế này. Hầu như là xe nào cũng như thế nha. Đó, XC60 nè. Có hai cái lipo, có hai cái bô nè, XC60. À con này là động cơ T6 nha. Nó có T4, T5 thì phải T6 và bây giờ là ra T8 rồi nha quý anh chị. T8, T9 gì em phải cũng nhớ nữa. Đó, đây mở cớ cho quý anh chị xem. Đó, một cái khoang cốp khá là to, khá là bự luôn. Sàn 5D luôn. Rồi, ở đây có một cái thanh mà em quen hay nói là cực kỳ giá trị ha. Rồi, ở đây thì đồ này nằm bên dưới. Đó, đầy đủ hết ha. Thường thường những cái xe Đức á, những cái lớp mà ring flat này sẽ không có thì nó sẽ rất là bất tiện ha. Em quen thì thích những cái dạng mà nó có cái lớp dự phòng như thế này. Để khi mà mình đi xa á, nó sẽ rất là tiện lợi ha. Rồi, ok, đây là ốc cửa sau nè. Ô, con xe này nó có tới 2 cái rồi quý anh chị. Nó có 2 cái, em quay này không biết cái này là cái gì ha. Cái này là cái gì đây? Đó, quý anh chị biết để phục bình luận nha. Ở đây thì chắc là cái học để cái miếng cảnh báo. Rồi, đây. À, có cả đá cớp nữa nè. Có cả cái hình đá cớp bên đây nè quý anh chị. Để quay mở lên lại. Đây. Đó. Có cả đá cớp luôn. Thì người ta hướng dẫn là đá hơi mé mé bên phía bên đây ha. Bên phía cái bô bên trái nè. Đó là cái con cảm biến sẽ nằm bên đây. Nhưng mà phải cầm chìa khóa thì mới đá được nha. Rồi, ok. Và đây là tất cả những gì em quan chia sẻ một con Volvo XC60 T6 cho quý anh chị ha. Đó, một con xe rất là đẹp. Rồi, bây giờ thì sẽ quay cái khoang máy. Anh em đánh xe qua bên xưởng á quý anh chị. Tucson 1.6 turbo 2021. Sorry quý anh chị, 2019 ha. Con này đã bán rồi nha. Bây giờ đánh xe qua bên xưởng để niêm phong lại nha. Rồi, bây giờ mở khoang máy cho quý anh chị xem. Để em quan xem coi là mở cái đây, nó nằm đây. Rồi, đúng rồi đó. Đây nó báo luôn. Nó báo luôn nha.
Rồi, ở đây thì là cái đường của anh em quay là đông á, thường thường là những anh em mà qua đường sẽ rất là cẩn thận, và những anh em mà lái cứng thì mới dám qua nha quý anh chị nha, mới được xếp cho đánh xe qua bên xưởng nha. Rồi mời quý anh chị cùng nhìn lại khoang máy của xe Volvo. Đây. Rất là đẹp. Quá đẹp. Đâu, quý chị có thể nhìn thấy không? Rất đẹp ha. Không cần phải bàn cãi luôn. Máy rất là đầy đặn. Và chưa kể là có cái thanh đòn ngang, cứ gọi quý anh chị thấy rõ không quý anh chị? Đúng rồi, vậy này không biết phải cái thanh này là thanh chịu lực ngang không? Nếu mà những anh em nào làm bên Volvo biết thì cho em quan xin một phần bình luận nha. Đó, trời ơi, dòm cái thanh là đã ghê chưa? To dày cui à. Càng giữ cái này là cái chân máy đúng không quý chị? Này chân máy đúng không? Chân máy to mà dày nè. Dòm đã ghê không? Thanh trợ lực chuẩn Volvo. Đó. Rồi, ok. Tấm này còn khá là mới luôn. Một con xe rất là đẹp ha. Và xin nhắc lại con này là sản xuất 2020 nha quý anh chị, sản xuất 2020 nha. Và bây giờ thì cho quý anh chị nhìn lại hình ảnh một lần nữa của con xe này nha. Đây. Rất là đẹp. Và xe đã bán rồi và đang chuẩn bị giao nha. Rồi. Và cái con xe này thì hôm nay cũng đã có test drive rồi, thì để em quay lục lại coi có video test drive không. Nếu mà có thì em quay sẽ ghép vào video ha, còn không có thì quý anh chị thông cảm cho em quay nha. Và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm hết theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý anh chị thấy hay cho quan xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ Quang Béo nha quý anh chị nha. Và hiện tại thì em Quang đang còn rất là nhiều xe nữa quý anh chị, mà có quan tâm con xe nào thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang nha. Rồi, ok. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo. Bye bye. Bây giờ đi chụp thông thôi. Bye bye. Bye bye thiệt đó nha. Quý chị có gì muốn nói không? Có chăn chó gì nữa không? Bye bye á nha. Bye bye.